câu hỏi mà bạn đồng tu gửi về là suốt ngày lo lắng cho chồng bởi người chồng có số đào hoa, sợ lắm không biết phải làm sao. Một câu hỏi rất thực tế xảy ra trong đời sống của tất cả số đông người phụ nữ. Con người dù nam hay nữ, đàn ông hay đàn bà, và ngay cả sự sống của muôn loài cũng thường có sự lo lắng khi người bạn đời gọi là tạm dùng hào hoa. Không hẳn thế mà muôn sự ở đời xảy ra, ai trong chúng ta bởi cái tâm chưa định thường lo lắng và sợ hãi. Tâm sợ hãi luôn luôn bị kích động, tạo ra sự lo lắng ngấm ngầm, dần dần đốt cháy cuộc sống của chúng ta. Sự bất an luôn luôn hiện hữu và ta sống thấp thỏm từng giây, hồi hộp, lo sợ. Năng lượng của đời sống bất ổn, lúc lên lúc xuống sụt sùi, đôi khi tụt hẳn, mất thăng bằng, dễ gây ra áp lực của cuộc sống, làm tổn hại đến sức khỏe và làm héo mòn sự tươi trẻ. Những người rơi vào trạng thái như vậy, nếu không hiểu thấu, dần dần trầm cảm, sống cấu gắt, dễ sân, dễ tủi, dễ hờn, dễ bực bội, khó chịu với bản thân, khó chịu với những người trong gia đình, trong thân bằng quyến thuộc. Đời sống như vậy rất khổ. Mà hầu hết chúng ta luôn luôn cứ phải rơi vào cái trạng thái lo lắng cho những điều không hiểu thấu. Đó là lẽ rất thường. Học, hiểu và thực hành giúp cho những cái rất thường trở thành phi thường. Đây là cái chân lý ta cần phải nhận định thật rõ. Trở về với hai chữ hào hoa, những cái định nghĩa hầu hết là dựa dẫm trên những cái sự mớm của tử vi tướng số để mặc định người hào hoa là luôn như thế, và ta phải chấp nhận người hào hoa bởi họ có số phận như vậy. Đó là cách cài đặt, một cách có ý để lừa gạt mỗi người chúng ta, để ta đánh mất sự tự chủ và cái quyền cao trọng nhất là làm chủ cái tâm, để hoàn thiện cuộc sống an hòa đối với người ta yêu thương. Dựa vào đó, đánh mất cái chủ quyền làm chủ, đánh mất cái tự lực đứng dậy để thay đổi, để bảo vệ. Người như vậy là người luôn luôn tạo khổ cho bản thân và gây phiền não lo lắng cho những người khác. Đôi khi đàn ông, ngay cả phụ nữ cũng mượn vào cái chữ hào hoa, bén nhạy trong tình cảm để tự tung tự tác, gây tạo nghiệp mà không hay, tổn hại đến tình cảm của những người yêu thương, mặc kệ. Điều này nguy hại cho đời sống và chẳng có mạnh khỏe gì cho tinh thần, cho thể chất và tâm linh. Đầu tiên chúng ta thử nhìn nhận một chút xíu về hai chữ hào hoa. Theo định nghĩa rất bình thường của cuộc đời, người hào hoa nhất định phải là người tử tế. Nói chữ tử tế ở đây tức là biết ăn, biết nói, ngọt ngào, dễ thương.
người hào hoa nhất định là người có cái tướng hảo đẹp. Người hào hoa nhất định phải là người dễ tiếp cận bởi cách ăn, cách nói, cái cách nhìn, tướng đi, cách tiếp cận, cách giao tế. Theo nhân quả của Đức Phật dạy, một người có tướng hảo đẹp, nhất định những kiếp trước họ đã tạo biết bao nhiêu nhân lành, biết cúng dường chư Phật, biết san sẻ tình yêu thương và sống đúng với pháp thiện, tâm lành, tâm thiện, tâm tốt. Từ ấy mà họ ngày nay sinh ra có cái tướng hảo đẹp. Nếu họ biết giao tiếp tử tế, có nhân cách, khéo léo trong cái ăn, cái nói, cái hành vi và suy nghĩ, thì đó cũng là cái kết quả của nhân quả kiếp trước. Họ đã tu pháp thiện, họ tin sâu nhân quả, họ tích lũy phước báo và công đức, kiếp này họ sinh ra dễ nhìn, dễ ưa, ăn nói tử tế, giao tiếp rộng rãi, khoan dung và từ ái, nên được mọi người thương. Đàn ông, đàn bà, phái nào cũng vậy, nếu kiếp trước tu đều có tướng hảo đẹp, đều biết ăn, biết nói, khéo sống. Nhưng đó là phúc báu của kiếp trước. Kiếp này nếu lợi dụng cái sự giàu có phước báu của kiếp trước, không làm chủ cái tâm để ứng dụng phước báu đó mang lại hạnh phúc cho bản thân và mọi người, mà lợi dụng phước báu của kiếp trước để tạo nghiệp, thì chẳng khác gì đang phá tan kho báu, đang đốt cháy phước báu. Sớm muộn gì khi phước báu hết, người đó sẽ khổ. Phật thường nhắc, có phước báu như chư thiên, mà không tu chỉ tận hưởng, dù lớn như núi thì cũng sụp. Chúng ta, nếu như là phụ nữ, lấy được một người chồng có phước báu, nam tính, dễ nhìn, dễ ưa, anh nói tử tế, dễ hấp dẫn mọi người, đi tới đâu cũng được những người khác phái thương yêu, hãnh diện, bởi anh ấy có phước báo. Hãnh diện, đừng lo lắng, đừng sợ hãi. Chúng ta hãnh diện để sống phù hợp, để khơi dậy cho nhau hiểu thấu những cái ta đang có là phước báo nhiều đời. Hãy ứng dụng phước báo đó, tiếp tục hành pháp thiện để xây dựng nhiều hơn, mang lại hạnh phúc cho đời sống gia đình, con cái, mang lại hạnh phúc cho những ai ta tiếp xúc. Đây là một sự khéo léo của người vợ cần phải khơi dậy, để nhắc nhở người chồng nếu sinh ra có đầy đủ phước báo, đồng hành trên cái con đường tu tập tâm linh, để người ấy nhớ và nhận ra, sử dụng phước báu hiện thời cho đúng để tăng trưởng, chứ không lạm dụng để hủy nó đi. Ta, người vợ, phải có trách nhiệm khơi dậy và nuôi dưỡng cái ý thức đó. Có hai trường hợp. Trường hợp người chồng không đồng tình với cách nhìn của chúng ta, chỉ nghĩ rằng mình hào hoa, mang hai chữ đó che lấp đi cái luật nhân quả, chẳng nhìn thấy cái phước báo đời trước đã tạo nên kiếp này được cái sắc thái đẹp, trầm tĩnh nhẹ nhàng, tử tế, mọi người yêu thương, để rồi tự hào quá đáng vì bản thân mình có sự hấp dẫn đối với phụ nữ, tạo nghiệp, thì người ấy sẽ dần dần chịu cái hậu quả. Nghiệp ai tạo, người đấy phải trả. Dù có phước báo lớn như núi cũng sẽ tan thôi. Trong trường hợp này,
Người vợ cần phải tu nhiều hơn, cần phải sống hãnh diện, đừng để cái sự suy nghĩ sai không làm chủ cái tâm của người chồng tạo ra sự lo lắng. Bởi có lo lắng bạn cũng không làm gì được, thay đổi được anh ta. Anh ta đã đi theo cái khái niệm đó rồi. Một cái tốt mà có thể ảnh hưởng đến đời sống của anh ấy là sống tịch tịnh, sống an nhiên, đón nhận anh ấy và luôn luôn sống trong sự tỉnh thức, yêu thương chân thật, mang cái năng lượng yêu thương trong sự tỉnh thức thắp sáng trí tuệ cho anh ấy bằng sự hồi hướng, bằng sự lan tỏa ngay trong mọi sinh hoạt của cuộc đời, của cuộc sống. Mọi sinh hoạt của người vợ trong tình yêu thương chân thật, mọi sự tương tác của người vợ trong sự tỉnh thức rõ ràng, không u mê, ghen tuông, lo lắng và sợ hãi. Năng lượng tích lũy đó có cái sức mạnh để thắp sáng sự suy nghĩ cho người chồng. Và nhất định người chồng sẽ nhận ra, không sớm thì muộn, để cải sửa cái quan niệm sai, sống cho đúng, để gìn giữ phước báu. Dĩ nhiên cái con đường này hơi khó, bởi khi người chồng đã mặc định cái khái niệm hào hoa như vậy, thường hay lầm lỡ và cho phép mình phạm tội. Nhưng hãy nhớ, chúng ta đang ở trong tình huống đó, cách tốt nhất chẳng phải là lo lắng sợ hãi, ruồng bỏ, chửi bới, la mắng, nằm rối tung lên. Cách tốt nhất là phải bình tĩnh tu tập, hít thở trong chánh niệm, tăng trưởng năng lượng yêu thương, tăng trưởng sự tỉnh thức của mình, và mang cái ngọn lửa hiểu biết trí tuệ của mình á, tiếp cận với người chồng, thắp sáng cho anh ấy bằng những nghĩa cử thanh cao, tha thứ và yêu thương. Dịch mày, nếu ta gặp trường hợp thứ hai là người chồng hiểu được và nghe theo vợ, thì sự hào hoa kia chẳng có cái lực hấp dẫn, nhưng sẽ đưa đến sự thấu triệt nhân quả, và hai vợ chồng sẽ tăng trưởng để tích lũy, gìn giữ, san sẻ, để bồi đắp cho cái phước báu của chồng cũng như của vợ tăng trưởng mỗi ngày. Nhìn xuyên suốt trong tâm lý học, khi người vợ gặp trường hợp này, có thật nhiều cách khuyên. Nhưng cách hữu dụng là cách mỗi người phải trở về với tự thân, sống tăng trưởng năng lượng yêu thương nhiều hơn, để san sẻ vào những cái khoảng trống của người chồng không làm chủ được cái tâm, để tâm đi hoang. Tâm đi hoang theo hai chữ hào hoang. Người vợ cần phải tu tập để tỉnh thức, để không bị hai chữ hào hoa che lấp lý trí. Từ đó bực bội, ghen tuông, sân giận hàng ngày, mà tịch tịnh yêu thương rộng mở, nhất định người chồng sẽ có cơ hội nhận thức được và tỉnh. Một đời sống tu luyện để giữ được sự thăng bằng trong đời sống hàng ngày, khi muôn sự xảy ra đều không như ý, thường sẵn sàng ập tới mà ta không ngờ, rất cần. Đã bao nhiêu lâu rồi chúng ta không chú trọng đến sự tu? Đã bao nhiêu lâu rồi ta bỏ mặc, chỉ quan tâm đến đời sống của vật chất và những thú vui của tinh thần không lành mạnh, để khi đụng chuyện ta chơi với? Hãy nhớ, cho mình một chút thời gian đầu tư vào đời sống tâm linh, cho mình thêm thời gian đầu tư vào cái sự thực tập, để mình khám phá ra chúng ta mỗi người đều có cái năng lượng vô giá, nếu biết gắn kết trong công hạnh của mật thiền chánh niệm hơi thở, gần gũi với lời dạy của Phật, tư duy và tu tập, để khi gặp chuyện chúng ta ứng xử phù hợp, để bảo vệ cái cảnh sống an lạc nơi gia đình.
là người Phật tử tại gia, là người vợ và là người mẹ cao quý vô cùng. Mẹ là tất cả. Mẹ có tình yêu, vợ có năng lượng tối hậu để bao dung. Hãy nhớ, mỗi người chúng ta đều có khả năng ấy. Hãy mang tình yêu thương, sự tha thứ. Hãy mang ánh sáng trí tuệ và sự tỉnh thức của mình xoa dịu, chữa lành các vết thương và đánh thức cho người chồng còn u mê, thỏa mãn trong hai chữ hào hoa, để nhận rõ, để người chồng nhận rõ chữ ấy là công đức và phước đức của các pháp thiện mà ngày xưa kiếp trước anh đã tu, nay có được. Cần phải trân quý, bảo vệ và tăng trưởng theo chiều hướng đúng để luôn luôn tích lũy thêm, bồi đắp thêm. Đừng phá hủy, một mai khi mất rồi, tìm lại rất khó. Nhiều phương pháp các bạn có thể nghiên cứu để thực hành, nhưng phương pháp quán chiếu này có công dụng tích cực hơn. Tốt cho chồng, tốt cho người vợ, mang lại hạnh phúc đích thực cho gia đình để không bị đổ vỡ. Nhất là không tăng trưởng sự lo lắng bằng cái tâm nghi ngờ quá đáng. Hãy nhớ, dù sao đi nữa, người chồng vẫn rất cần sự trợ lực của người vợ nếu như bị đắm chìm trong hai chữ hào hoa. Nếu người vợ tích cực hỗ trợ, thì hai chữ hào hoa kia, một ngày người chồng sẽ tỉnh ra, hào hoa rồi sẽ tỉnh ra, phước báu nhiều đời tích lũy được đây. Cho nên các bạn, để bình tĩnh trong mọi cái hoàn cảnh xảy ra ở trong đời, ai ai trong chúng ta luôn luôn phải gặp, thì chỉ có phương pháp duy nhất là tu luyện để sẵn sàng đối ứng một cách tỉnh thức trong sự tỉnh giác, một cách yêu thương trong tâm từ bi, một cách trí tuệ nhìn rõ, để chúng ta không bị hiện tượng đó làm rối bù tâm thức, tạo nghiệp qua những ngôn từ mắng rủa nhau, trì trích nhau, phỉ báng nhau, bổ báng nhau, mà dùng những ngôn ngữ thương yêu, dễ dàng, ái ngữ để san sẻ, để chữa lành. Dùng những ý tưởng và hành vi tốt để chữa lành cho nhau. Bởi trên đời, ai ai cũng thường tạo nghiệp và làm sai. Có ai hoàn hảo đâu. Cho nên, một người sai, đối tượng kia còn có tâm yêu thương, sự tỉnh giác và trí tuệ, nhất định chúng ta phải nâng đỡ và chữa lành cho anh ấy.